diễn biến nóng vụ kiện Hoa hậu Thùy Tiên, bà Đặng Thùy Trang lên tiếng phủ nhận quyết định. Liên quan đến vụ việc, Hoa hậu Thùy Tiên cho biết Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp, TP.HCM nhập hai vụ án liên quan đến bà Đặng Thùy Trang lại thành một vụ. Phía bà Thùy Trang đã lên tiếng phủ nhận thông tin. Mới đây, Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp đã dự kiến xét xử vụ án mà bà Đặng Thùy Trang kiện bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên vào ngày 8 tháng 5. Trong văn bản gửi đại diện pháp lý của Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp quyết định nhập vụ án dân sự tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa Nguyễn Thúc Thùy Tiên, nguyên đơn và Đặng Thùy Trang bị đơn với vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa bà Đặng Thùy Trang, nguyên đơn và Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị đơn để giải quyết nhanh chóng đúng pháp luật. Theo Thanh Niên đưa tin, đại diện pháp lý của Nguyễn Thúc Thùy Tiên nói lịch xét xử dự kiến là ngày 8 tháng 5, tuy nhiên có thể dời lại để giải quyết việc nhập hai vụ án dân sự. Đại diện Hoa hậu Thùy Tiên cho hay, những tài liệu bà Trang cung cấp không thể thực hiện được việc Thùy Tiên vay nợ của bà Trang. Thực tế Thùy Tiên cũng chưa từng nhận bất kỳ khoản tiền nào từ bà Trang, đại diện pháp lý của Nguyễn Thúc Thùy Tiên nói. Tại họp báo lên tiếng về vụ việc trước đây, Hoa hậu Thùy Tiên từng chia sẻ rằng việc kiện tụng là điều không mong muốn và cũng là bước đi rủi ro trong sự nghiệp của cô. Dù có nguy cơ bị xử lý thua vì giấy trắng mực đen, nhưng cô luôn dành sự tin tưởng vào pháp luật, tòa án sẽ tìm ra gốc rễ của sự việc. Trong khi đó, trao đổi với báo Thanh Niên, bà Đặng Thùy Trang nói không nhận được thông tin nhập hai vụ án dân sự. Bà Trang cho rằng việc Hoa hậu Thùy Tiên kiện mình là vô lý, đồng thời tin rằng bản thân sẽ thắng trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Vì tôi có chứng cứ đầy đủ nên có chối cũng khó, bà Trang đanh thép khẳng định. Dự kiến vụ việc sẽ được xét xử vào ngày 8 tháng 5. Trước đó, ngày 3 tháng 11 năm 2022, Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp đã thụ lý vụ án tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn là bà Đặng Thùy Trang và bị đơn là Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Theo đơn khởi kiện của bà Đặng Thùy Trang, năm 2017, Thùy Tiên đề nghị vay 1,5 tỷ đồng để thi Hoa khôi Nam Bộ và cam kết trả sau khi thắng giải. Theo đơn khởi kiện, bà Trang cho biết tháng 6 năm 2017 do cần tiền để tham gia cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2017, nên Hoa hậu Thùy Tiên khi đó đã chủ động đề nghị bà Trang cho vay số tiền 1,5 tỷ đồng với mục tiêu có giải trong top 3. Đến ngày 12 tháng 7 năm 2017, bà Trang đồng ý cho Thùy Tiên vay số tiền trên. Cùng thời điểm, chồng bà Trang có bán xe ô tô của mình, bên mua xe trả tiền mặt nên bà Trang lấy tiền đó đưa trực tiếp cho Thùy Tiên. Ngày đưa tiền cho bà Tiên, 12 tháng 7 năm 2017, chồng bà Trang có nhờ bạn là ông Nguyễn Quang Trọng đứng ra ký biên bản xác nhận nợ với tư cách là bên cho bà Tiên vay tiền. Còn bà Trang là người làm chứng, Thùy Tiên đã ký, ghi rõ nhận đủ tiền. Theo biên bản xác nhận nợ, bà Tiên phải trả tiền trong thời hạn 1 năm kể từ ngày ký xác nhận nợ. Mỗi tháng bà Tiên phải có nghĩa vụ thanh toán một phần khoản nợ này. Tuy nhiên, hết thời hạn trả nợ, ngày 21 tháng 7 năm 2018, bà Tiên không thanh toán số tiền nêu trên cho bà Trang. Từ đó, bà Trang đề nghị Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp xem xét, quyết định buộc bà Tiên phải trả cho mình tổng số tiền là hơn 2,4 tỷ đồng, đồng thời buộc bà Tiên phải xin lỗi. Cải chính công khai trên 3 trang báo do bà Trang lựa chọn, bà Trang yêu cầu tòa án buộc Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên trả cho bà gần 2,4 tỷ đồng, bao gồm 1,5 tỷ đồng tiền nợ và 932 triệu đồng tiền bồi thường. Đồng thời, bà Đặng Thùy Trang buộc Thùy Tiên phải cải chính thông tin, đăng thông tin xin lỗi công khai trên 3 trang báo. Sau đó, phía Hoa hậu Thùy Tiên cũng có đơn yêu cầu cơ quan chức năng xử lý bà Đặng Thùy Trang về việc đăng thông tin hình ảnh Thùy Tiên chưa được sự đồng ý. Thùy Tiên cho rằng bà Trang đưa tin sai sự thật, bôi nhọ uy tín hình ảnh của cô. Liên quan đến vụ việc này, phía Thùy Tiên khẳng định cô chưa từng nhận bất kỳ khoản tiền nào từ bà Trang. Tuy nhiên, bà Đặng Thùy Trang lại khẳng định có chứng cứ đầy đủ, chuẩn bị sẵn sàng ra tòa vào thời gian tới. Về phía Hoa hậu Thùy Tiên, vào tháng 9 năm 2022, nàng hậu cũng đã khởi kiện bà Trang ra Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp về việc bà Trang có những bài viết đăng tải trên mạng xã hội xúc phạm danh dự nhân phẩm đối với mình, đồng thời yêu cầu buộc bà Trang bồi thường khoản tiền 387 triệu đồng thiệt hại về vật chất và tinh thần.